Cháu Giang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì cháu Giang lại tiếp tục có mặt ở chỗ nhà của em Quân các bác. Hôm nay thì được Quân kể lại là cái dây điện của Quân là không biết là ai xẻ gỗ hay làm sao ấy mà cái dây điện là bây giờ cái cột điện là bị ngã xuống hết rồi, bị ngã xuống hết rồi các bác. Đây, như cháu Giang đang đứng ở đây là đã đến đầu rồi đây các bác. Bây giờ nào, Quân. Lực. Con chào con các bà. Con chào con các bà. Anh chào con các bà. Rồi. Thế là cái này là bị lâu chưa Quân? Này. Hôm qua là em tự nhìn từ sang bên kia sang hay là ai báo cho em? Lập đi suối cho nên là đập đi bộ, đập đi lên đường mạnh hàng à. Như thế này là rất là nguy hiểm các bác. Như các bác có thể xem này, bây giờ là cái dây điện đã hẳn xuống đất, mặt đất rồi này. Bây giờ ngay đây là còn có cái ruộng nữa. Sợ là trẻ con đi qua không biết ấy, sợ điện giật hay là điện hở ở đâu ấy các bác, thực sự rất là nguy hiểm. Bây giờ thì chị em chúng cháu sẽ cùng nhau đi xuống dưới kia để mà xem là tình hình là có bị nhiều không các bác nhé. Bây giờ Quân đi trước đi, Quân biết được ấy. Cái này là có biết nguyên nhân vì sao mà nó bị như thế này không hả Quân? Người ta sẽ gỗ ở dưới kia không à? Cái này là do người ta là xẻ gỗ ở dưới kia các bác, xẻ gỗ cho nên là cái cây rơi xuống ấy, cho nên là đè phải cái cột điện của nhà em Quân đây. Bây giờ thì chúng em sẽ đi xuống. Như đợt trước là nếu mà không cái cây gỗ kia mà không đè là dây điện là như thế này rồi hay là như thế nào Quân? Cây gỗ kia đè rồi nó như thế này. À đây. Đây là cái cột điện đấy các bác. Nó ở tít bên kia rồi, nó bên đây. Ở tít đâu? Cái cột này là ở tít đâu Quân? Kia. Thế là bây giờ nó bị ngã. Nó mà. Xem có được không? Cái này bây giờ. Ôi, như có gì đào thì. Không đào xuống cắm cái cây này xuống là không thể làm mà được đâu. Thử để vào trong này xem. Cái dây điện này may mà dây mới các bác, nếu mà nó thử điện ở đâu ấy thì cháu Giang rất là lo sợ, bởi vì ngay đây là cái thửa dựng nước này, sợ trẻ con không biết đi qua là nếu mà không có người lớn ở cạnh thì không biết là có vấn đề gì thì cũng không ai biết được các bác. Bây giờ bắt đầu đi xuống này. Trước là cái la bể đây à, mà cắm ở đây à? Cái cột điện này. Cột điện là cắm ở đây các bác, nhưng mà người ta xẻ cái gỗ ấy, cho nên là đè phải thì dẫn đến là nó bị ngã, xong là rơi, xong là kéo cuộn lên hết rồi. Có đè được không? Bỏ tay ra xem nào. Bây giờ không có cái gì đào xuống đất để mà làm một cái hố chôn xuống ấy, cho nên là không thể mà để được các bác. Thôi cứ bỏ ra đi Quân ơi. Đợi ngày mai xem là anh chị Quyền Hiển có gọi được ai ra để mà sửa lại không? Nếu như thế này thì rất là nguy hiểm. Ôi, tôi hiến quần. Cứ để thế. Bây giờ chị cháu sẽ đi di chuyển đi xuống dưới kia xem là như thế nào đã. Đi cẩn thận nhá anh. Có điện nhá anh nhá. Đấy, hôm nay là em có anh được nghỉ lễ cho nên là có đi theo cháu Giang các bác ạ. Buổi tối thì em anh là ở nhà cùng với em Hiển là kẹp cặp kiểu là bây giờ em anh cũng biết đọc thạo rồi ấy, cho nên là cặp em Hiển có thứ nào mà chưa đọc được, chưa biết được thì em anh chỉ cho chị Hiển các bác ạ. À kia rồi. Với đằng kia là người ta xẻ cái gỗ này. Hình như là đè phải cái dây điện cho nên là dẫn đến là cái cột điện ở trên kia, cột gỗ ấy, không chắc chắn cho nên là nó bị kéo ngược lên ấy các bác. Ôi trời ơi. Cột tạo đấy. Cái cây gỗ kia là to phết đấy. Đây là người ta xẻ thì bao giờ biết không Quân?
bên kia. Cây gỗ này là người ta xẻ từ hôm kia rồi, hôm kia hôm qua đến hôm nay là ngày thứ hai rồi, nhưng mà chưa thấy người ta là báo lại với chúng cháu đâu. Nếu mà người ta có vô tình mà làm đổ cột điện của chúng cháu ấy, thì cũng phải gọi điện hoặc là như thế nào đấy báo cho chúng cháu biết chứ. Đằng này may mà có em Lộc đi ra suối thì em Lộc mới phát hiện ra là cái dây điện của nhà Quân bị như thế này thôi các bác. Đi lại khá là khó đấy. Ta là chờ cái gỗ này để lại nhắn thôi, chứ bác cái gỗ nó còn. Ôi giời ơi, đợt này là hơi bị nhiễm khuẩn đấy. Đây các bác có thể là quan sát nhìn này. Đây là người ta đã sửa lại rồi nhá, không là nếu mà vừa mới để nguyên hiện trường là còn là cái cây này còn đè nhiều lên nữa là. Đây dây điện đấy các bác, dây điện là mới từ đầu kia ra đầu này thì kéo cái dây kia là dây gì của nhà ai đấy Quân này? Hả? Ống nước của nhà ai? Đây là ống nước của nhà người dân ở bên kia các bác ạ. Và các bác có thể quan sát đây. Cái ống nước là người ta cũng lấy cái dây thép ly mà to như gần như ngón út của mình ấy để mà cuộn. Xong là mình có thể là kéo vắt ngang qua như thế này các bác. Như nhà của em Quân thì nếu mà chú cháu mà có kéo nước ấy thì cũng phải kéo như thế này và lấy cái dây thép cuộn lại như thế này. Còn đây thì là người ta là nhà của người ta ở ngay dưới cho nên là không nhất thiết là phải kéo cao lên. Như nhà của em Quân là tít trên đường kia ấy, cho nên là kéo cái nguồn nước thì rất chi là khó ấy các bác, một vấn đề khá là khó, bởi vì là nguồn nước có lực đẩy nó còn nặng hơn cả cái dây điện ấy, cho nên là ngày mai sẽ phải xử lý một buổi khá là nhiều đấy. Hay là Quân có nghe ai kể cái nhà người ta xảy cái chỗ này là không thông báo lại với mình đâu đúng không? Có thông báo không? Là tính ra là từ ngày hôm kia là ngày hôm qua ngày hôm nay nữa là được 2 ngày rồi, nhưng mà người ta không có ý nào để gọi điện cho Quân hay là hoặc là ra thông báo cho Quân là lỡ để cái gỗ mà làm đổ cái cây cột điện của nhà Quân đấy, nhưng mà không thấy thông báo gì. May mà có em Lộc đi ra suối thì em Lộc mới biết để thông báo cho Quân, thì Quân mới báo lại cho chúng cháu thôi. Thế mà tôi đang thấy là chửi như thế này ấy các bác, nếu mà công an hoặc là người ở bên xã nào mà hoặc là người làm ở trong xã mà nhìn thấy thì là người ta sẽ cắt điện của nhà em Quân luôn chứ không để như thế này đâu. Như hôm nay là không có ai biết, chỉ có chúng cháu biết cho nên là mới không cắt điện. Để xem ngày mai sẽ ngắt nguồn điện ở trên kia và sẽ chắc là anh Quyền sẽ tìm người ra để mà sửa lại cái này, hoặc là không biết là cái chủ nhà xẻ cái gỗ này làm đổ chỗ này thì làm đổ cây điện cột điện này thì có bồi thường gì không hay là ra hộ sửa lại không. Thế là Lộc có biết là nhà chủ cây xẻ gỗ này không? Cũng tính là người ta cũng nghe được một ít, người ta bảo là nhà bà là bán tàu hóa trước hay mua quỷ của nhà em ấy. Nhà bà bán tàu hóa? Vâng. Thế để tí chị đi qua chị hỏi xem nào. Vâng. Vì là em thấy là cái tấm bán là cái tấm bán này để ngoài nhà của bà ấy.
Thế để lát nữa chị đi qua thì chị sẽ hỏi xem là có phải không. Nếu mà phải thì tại sao lại không? Như hôm nay và cả hôm qua thì chúng cháu cũng đi qua nhà bà tạp hóa và có đi vào trong để mà mua nước uống mà, nhưng mà không thấy bà nhắc đến gì các bác ạ. Hay là người ta nghĩ là như thế này thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà các bác nhìn này, cái dây điện nó rơi hẳn xuống như thế này và bên kia còn có chửa điện, có nước nữa, thì làm sao mà không ảnh hưởng gì được. May mà cái dây điện nó còn mới với lại là không bị hở ở đâu, nếu mà bị hở ở đâu. Nay cái nguồn, cái con suối như đi qua như thế này, sợ buổi tối mà người dân có ra đây bắn cá hoặc là như thế nào mà có xảy ra chuyện gì thì thực sự là không có ai để mà, không biết là phải trách ai. Nếu mà trách Quân thì có phải là do Quân làm đổ dây điện, cột điện đâu. Thì một điều cháu Giang bức xúc ở đây là tại sao mà làm đổ cả cái cột điện ở trên kia như thế, làm đến cái mức mà dây điện rơi xuống đất như thế mà người ta không nói lại với chúng cháu hoặc là ra nói lại với Quân một câu, hoặc là không xin lỗi một câu chứ. Để xem đến ngày mai tình hình như thế nào đã các bác ạ. Chứ Quân cũng bảo rồi, như thế này mà người bên xã nhìn thấy thì người ta đã ra ngắt điện nhà Quân luôn rồi. Hiện tại là chúng cháu để xe ở tít trên kia ấy các bác, ở trên kia, cho nên là để em Lập với lại một em đi cùng cháu Giang là sẽ đi lên trên kia lấy cái xe máy, xong là cháu Giang với em Quân thì cũng khá là muộn rồi thì sẽ ra bên kia, ra bên nhà của em Quân luôn xem là mấy hôm nay là cây cối nhà em Quân như thế nào rồi các bác nhé. Con suối này là Oanh không dám đi qua các bác ạ, cho nên là Quân là cõng Oanh đi qua này. Nhìn hai anh em rất là tình cảm luôn. Cẩn thận nhá, trơn lắm ấy, đá này là trơn lắm các bác. Đá ở dưới suối này, cháu Giang đi còn phải cẩn thận không là ngã. Úi dồi ôi, chỗ này nước sâu thế. Gần chỗ nhà anh là cũng không có cái suối nào đâu đúng không anh? Hả? Anh? Nhà em có suối không? Gần nhà em này. Như trước Thuận đi theo anh Trình ra đến suối thì bảo là thích ạ. Đâu? Cái chỗ mà nó thích đi thì kìa. Là buộc vào đây. Đi vào chỗ này này. Cây đổ cái này. Đi thẳng kia luôn. À. Như trước nhà, như trước em Thuận ra cùng anh Trình là đi suối thì bảo là thích quá. Bảo là muốn nhà ở gần đây để gần suối lúc nào cũng được đi bơi các bác ạ. Suy nghĩ rất là ngây thơ luôn. Anh là mấy hôm nay đi theo chị nhiều có mệt không anh? Không à? Bảo ở nhà đi học cùng chị Hiển, nhà chị Hiển thì không học nhỉ. Cứ thích đi theo. Như buổi sáng cháu đi thì cháu cũng bảo là cho anh ở nhà học cùng với chị Hiển ấy, nhưng mà anh bảo là thôi đi theo chị ra. Ở đằng bên kia là em Lập với lại một em là đang đi lấy xe kia các bác. Đi bộ từ đoạn dưới này lên tít trên đầu trên kia. Còn là cháu Giang với em Quân thì sẽ quay ra bên này. Mấy hôm nay thì rất là khô cằn các bác. Lâu lắm rồi chưa đón một đợt mưa nào ấy. Cho nên là cây cối nhà Quân là cũng khá là vàng rồi đây. Tuy rằng là tối nào cũng tưới nước nhưng mà nó không thể nào mà bằng là có một trận mưa rào hoặc là một trận mưa to được. Anh có biết cây này là cây gì không anh? Hả? Có biết mấy cái cây này là cây gì không? Hả? Đó. Mấy cái cây trồng ở hố nhỏ nhỏ đây này. Không biết à? Đoán xem. Không biết luôn. Có thích ở đây không? Ở đây cùng anh Quân này, nhà trên kia kìa. Hả? Nhà trên kia có đẹp hơn nhà mình không? Có à?
Tối là con vẫn thường xuyên là tưới cây các bác. Ừ, biết cây mận à? Thế chị hỏi bảo lại bảo là không biết. Nhìn từ xa lên là Quân cũng không để ý à Quân? Không, bởi vì là có cả cái ông bác su cho nên là nhìn cố. À. Đây các bác, cái nguồn nước của nhà em Quân là ở phía đằng này này. Nếu mà có kéo ra ấy, thì là sẽ kéo thẳng từ kia ra bên này luôn đây. Cho nên là bắt buộc là phải dùng cả dây thép ly. Mà không phải là dây thép ly nhỏ đâu, phải là cái dây thép ly mà nó to ấy. Thì mới chịu được cái sức của ống nước. Cái nguồn trên kia là bây giờ cạn hẳn rồi đúng không? Không có một giọt nước nào ra luôn à? Mấy hôm nay có phát hiện thêm là ai phá hoại cái cây của mình nữa không? Không có nước. À. Cái con suối ở dưới kia, ngay dưới nhà mới của em Quân ấy, thì buổi tối là các em cũng hay ra dưới này để mà bắt cá các bác ạ. Buổi tối mấy hôm nay Quân có hay ra dưới này bắt cá không Quân? Thì hôm mà em bị đau chân thì em chỉ ban ngày em đi tắm một lần, hai lần thôi. À, thì em đang bị đau chân. Chân là khỏi chưa? Khỏi nhiều chưa? Đâu chị xem nào. Cái này là bôi thuốc. Bôi thuốc thường xuyên. Ơ sao cái này nó lại có một cái to hơn ấy. Đấy, em... cái gạch nó va phải à? Quân là tuy rằng là buổi chiều ấy, em ấy là tối nào cũng chiều nào cũng đi học 5 tiết về rất là muộn, nhưng mà vẫn tranh thủ là xuống dưới này tưới hết toàn bộ cái chỗ trồng cây ăn quả này này các bác. Tưới hết thì em ấy bắt đầu mới đi về nhà làm việc, làm những cái công việc ở trên nhà các bác ạ. Nhiều bác cũng bảo là tại sao nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mà không quay Quân, mà không quay, và tại sao cứ vào quay Quân vậy. Thì những hoàn cảnh khó khăn khác thì chúng cháu vẫn thường xuyên lên chia sẻ, và em Quân thì vẫn còn nhiều cô bác là quan tâm đến. Thì cũng nhiều lúc là chúng cháu được mấy hôm không lên quay em Quân ấy, thì các bác cũng hỏi thăm là dạo này sao lại không lên quay Quân nữa. Thì các bác, thì bây giờ là có hai luồng ý kiến trái chiều các bác ạ. Tuy nhiên là cháu Giang, theo cháu Giang nghĩ là bây giờ Quân cũng đầy đủ cuộc sống, cuộc sống là cũng đầy đủ rồi. Tuy nhiên là chúng cháu vẫn lâu lâu thường xuyên lên chia sẻ một hai thước phim để các bác cùng theo dõi quá trình mà em Quân trưởng thành, em Quân lớn lên như thế nào. Và nhiều bác cũng bảo là rất là thích những cái thước phim nào mà có em Quân các bác ạ. Cho nên là cháu mong là các bác cũng đừng quá khắt khe với một đứa trẻ như Quân. Nhiều câu là em Quân là có nói trống không, hoặc là không nói được dễ nghe, cho nên là rất là mong các bác sẽ thông cảm và góp ý nhẹ nhàng thôi các bác nhé. Trẻ con thì cũng không hẳn là trẻ con nữa, nhưng mà chúng cháu được sinh ra ở trên vùng cao này, những cái câu nói trống không ấy thì cũng không thể trách được, bởi vì là từ nhỏ thì không được tiếp xúc với tiếng phổ thông rồi, từ nhỏ là đã được nói tiếng mẹ đẻ, đến lúc đi học thì chúng cháu mới bắt đầu tập làm quen dần với cái tiếng phổ thông bác ạ. Bây giờ là có cái ô doa lên thì cũng tưới cây là đỡ vất hơn một tí. Như ngày trước là dùng cái xô này là đổ trực tiếp nước xuống luôn thì sẽ rất là tốn nước các bác. Mấy nữa mà tầm ngày mai kéo được cái nguồn nước ra thì Quân sẽ không phải là xách nước mệt như thế này nữa, bởi vì là ngày trước anh Quyền cũng mua một cuộn dây nước riêng để phục vụ cho việc tưới tiêu rồi. Thì mai có nước thì Quân sẽ dẫn từ trên kia xuống để mà cái trực tiếp xuống cây này các bác nhé, không cần phải đi xách mệt nữa.
như cái thửa ở dưới kia ngày trước, cây ở dưới kia có ba quả mận hay sao ấy, thì người ta đi suối đi qua là cũng vặt ăn hết rồi. Đợt đấy là cũng ăn được rồi đấy, nhưng mà con bảo là cứ để dành để lúc nào nó chín hàng rồi ăn. Còn cái chuyện là ông, còn cái chuyện dây điện thì lát nữa cháu Giang đi qua nhà ông bà chủ đất, à đi qua nhà bà chủ tạp hóa thì sẽ hỏi thăm xem là, thử hỏi thăm xem là có phải nhà bà không hay là nhà ai khác các bác nhé. Hôm qua bà ngoại ra nhà mình à con? Buổi chiều tối đây đúng không? Lúc chị về là chị có gặp bà ngoại mang quả vải đi ra bán mà. Vừa nãy đi qua nhà Quân là thấy có chùm vải trên bàn, là cháu Giang cũng biết là bà ngoại là mang ra cho Quân rồi. Bởi vì là hôm qua lúc cháu Giang đi về là thấy bà ngoại là vác một cái sọt chùm vải rất là to các bác, mang đi ra ngoài này bán. Không biết là bà có bán được nhiều không? Trước thì vẫn còn một khoản tiền của một cô gửi đến cho bà ấy, thì cũng khá là lâu chúng cháu không được gặp bà rồi. Nhiều lúc là chúng cháu rảnh mà có đi vào nhà bà ấy, thì bà lại không biết là đi vào đâu, đi vào tận đâu, đi lấy cây thuốc gì ấy, không gặp được. Cho nên là đã chậm chế đến tận bây giờ. Như hôm qua thì bà lại mang quả vải ra nhà em Quân, thì chúng cháu không biết, nếu mà biết thì đã trao tiền cho bà rồi. Tầm ngày mai nếu mà chúng cháu có đi qua đây thì sẽ lại đi vào nhà bà để trao cái phần quà đấy đến với tay bà các bác nhé. Vừa rồi là cũng làm xong hết việc rồi, thì có còn sớm thì cháu Giang sẽ ngồi lại đây tâm sự với em Oanh một chút các bác nhé. Bây giờ là anh là mấy hôm nay đi theo chị nhiều như thế này có mệt không? Em không. Không à? Ở nhà lấy củi mệt hơn hay là đi nhiều như thế này mệt hơn? Em ở nhà lấy củi mệt hơn. Ở nhà lấy củi mệt hơn à? Vâng. Ừ, thế đi như thế này có nhớ bà không? Có nhớ bà không? Em không. Em không à? Không. Cái mấy cái hôm mà trời gió to ấy mà cuốn bay cái tấm bạt ở trên nhà cũ nhà của mình ấy, thì anh có ở nhà không hay là đi học? Em đi học. Đi học à? Về là thấy như thế rồi là có buồn không? Có. Có à? Như hôm trước mà cháu Giang đi qua thì nghe bà tâm sự bảo là anh ấy đi học về là cứ chạy vào nhà xong là đun ấm nước lên, làm quét nhà các thứ, dọn dẹp cho ngôi nhà có một cái không khí gọi là ấm cúng lên đấy các bác. Thì bà bảo là không biết có phải là anh chị ở dưới suối vàng là chỉ cho anh làm như thế không, hay là anh tự biết làm như thế. Cháu Giang cảm thấy là tình cảm của hai bố con thực sự rất là, thực sự tình cảm mà anh dành cho bố rất là to lớn đấy các bác. Thế bây giờ chị hỏi thật nhé, lâu như thế này rồi anh có hay nhớ về bố nữa không? Em không. Không nhớ nữa à? Ừ. Khả năng là trẻ con mà lâu rồi cho nên là cũng đỡ nhớ hơn một tí rồi. Có tấm ảnh nào của bố không? Có. Có à? Ở trên điện thoại hay là in ra hả anh? In ra. In ra à? Dạ. À. Bây giờ mọi chuyện cũng qua lâu rồi, cũng qua được một thời gian khá là lâu rồi. Thì bây giờ anh, cuộc sống của em Oanh là cũng có thay đổi nhiều rồi các bác. Cũng được quý Mạnh Thường Quân và quý các ông các bà là giúp đỡ ủng hộ. Và cái phần đám tang của anh chị ấy thì chúng cháu đã kêu gọi được và đã trả hết cái phần nợ còn lại rồi các bác nhé. Còn là cái phần nợ ngân hàng thì không biết là, chúng cháu cũng chưa hỏi thì không biết là bên ngân hàng người ta làm như thế nào. Và vẫn chưa thấy bà nhắc đến. Anh là sắp được nghỉ hè rồi đúng không? Ừ. Nghỉ hè rồi là muốn ở nhà hay là muốn đi theo anh chị? Đi theo anh chị luôn nhé. Ừ. Nói thật nhé, xong là lúc nào chị về chị hỏi bà ấy. Nhưng mà để bà ở nhà một mình có buồn không? Bà có buồn không? Không biết. Không biết à? Đi ngủ có hay tâm sự với bà không?
Ủa, thế bà nói những cái gì nào? Bà nói lâu rồi em không biết. Không biết à? Thế bây giờ cho oanh một điều ước như là phim truyện trong cổ tích ý, thì oanh ước cái gì? Ước bố em không được mất. Bố em không được mất à? Ước gì nữa? Dạ. Con bà em cũng vậy. À, bây giờ là oanh cũng hiểu chuyện rồi, các bác cũng hiểu là ông bà cũng có tuổi rồi, cũng già rồi. Tự ước của oanh là chỉ muốn là bố không mất đi và ông bà là mãi còn ở lại với mình như vậy thôi. Những đứa trẻ mà không có bố không có mẹ như thế này thì cháu Giang đi vào bản nhìn thấy thì thật sự rất là thương, và không biết là cũng chỉ biết là lên chia sẻ những cái thước phim và giúp đỡ được phần nào hay phần đấy thôi. Cũng thật sự rất là mong muốn là các em có đầy đủ bố mẹ như bao bạn bè khác các bác ạ. Bây giờ là bố mất rồi, nếu mà họp phụ huynh ở trên xã là bà có đi không? Bà có đi được không? Bà đi bộ thì không đi được rồi, phải nhờ người khác đi hộ. À, phải bà nhờ người khác đi à? Có bạn khác là có bố mẹ đi đúng không? Lớp mình là có một mình không có bố, không có mẹ thôi đúng không? À, hôm nay thì chị thấy là em cũng khá là vui ấy. Thì mấy thời gian vừa gần đây thì cháu Giang thấy là tâm trạng của anh là cũng khá lên rồi, thì mới hỏi lại những cái câu chuyện ngày xưa, mà những cái câu chuyện mà buồn ấy. Thì rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Giang. Anh là có ước mơ sau này lớn lên làm công việc gì không anh? Mơ học thật giỏi và được đi làm cô giáo. Học thật giỏi và đi làm cô giáo à? Thế là ở lớp là ai học giỏi nhất không? Anh có biết không? Bạn. Có nhiều bạn lắm. À, nhiều bạn à. Anh là có được điểm cao không đi học ấy? Em thi thì em không biết điểm. Thì thầy giáo cũng không thông báo. Cô giáo có khen mình học giỏi không? Không biết là phần học của em anh như thế nào, nhưng mà cái phần chữ viết của em anh ấy thật sự rất là đẹp luôn các bác. Ngày trước thì cũng có một thước phim là chúng cháu quay lên cái quá trình mà anh viết chữ lên rồi, thì thật sự là chúng ta cũng công nhận là chữ của anh oanh rất là đẹp. Thế thì tối nay về lại dạy cho chị Hiển viết chữ năn nót với lại là đẹp sạch nhá. Như em Hiển ấy không được đi học cho nên là chữ viết là bây giờ mới bắt đầu lại, mười mấy tuổi, 14, 15 tuổi rồi bây giờ mới bắt đầu đi học lại cho nên là sẽ chậm hơn so với hồi nhỏ các bác ạ. Hôm nay là cháu Giang với em Oanh là đi lên bản cả ngày rồi, cũng khá là mệt rồi, bây giờ sẽ di chuyển đi xuống huyện và nấu cơm thôi. Oanh là đói chưa? Đói rồi à? Thế vừa nãy đói nhưng mà không dám nói với chị đúng không? Sau đói là cứ bảo với chị nhé. Nếu mà có đi qua quán nào thì chị mua đồ cho ăn tạm. Không là đi theo cả ngày như thế này thì trẻ con mà sẽ đói nhanh ấy. Bây giờ trời cũng khá là muộn rồi. Thì cháu Giang sẽ dẫn em Oanh đi xuống huyện và tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong là đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ lại tiếp tục đi lên bản. Mai có đi theo chị hay là ở nhà? Hả? Lại đi theo chị à? Còn bây giờ thì cháu Giang sẽ kết thúc ghi hình tại đây. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành và trao tình cảm, tình yêu thương đến với các em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Tổ này là nấy chia cho bác ấy một nửa rồi à Quân? Chia nhau rồi. À, đây các bác, đây là tổ ong của em Quân này. Tổ trình tiện thể là ra cùng cả em Quân, sẽ phụ em Quân vát luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ sẽ để vào khăn xô này, sau đó là vát các bác nhé. Ui, đặc sánh luôn này. Wow, mượt đẹp thật, với cả rất là thơm luôn. Nếu mà đi tìm mà tổ ong ấy thì mình làm như thế nào mình mới tìm thấy đấy Quân? Nếu mình lấy một cái gì đó thơm thơm xong là mình cứ cầm theo, có con ong nào mà nó về ăn cái mình đang làm mồi ấy, xong là đi theo nó. À, có nghĩa là phải làm mồi để câu các bác, câu con ong ấy. Chúng cháu mỗi lần vắt xong mật ong là chúng cháu sẽ lấy sạt, và cái khăn này chỉ chuyên để vắt mật ong thôi, nên là quý bác anh chị cứ tin tưởng về chất lượng, với cả là về những cái sản phẩm em Quân làm ra thì em ấy rất là sạch sẽ luôn các bác.
Wow, trong vắt. Wow, đặc lắm các bác đây. Rất là đặc luôn. Đặc sánh luôn. Khi mà vừa ấy vắt xong thì nó sẽ nổi bọt lên như này này. Đấy, cho nên là nó chưa thể mà trong được ấy. Và em ấy vừa mới khai thác về nữa, trong cái lúc mà vận chuyển đi lại nữa. Đấy, sau khi mà xem được cái thước phim này, quý bác anh chị muốn đặt hàng của em Quân thì có thể là liên hệ trực tiếp với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Bóp như thế này, sau khi mà gửi xuống thì nó sẽ không bị bung nắp đấy các bác, tại vì nó hơi nó rất là căng luôn. Mà đông khi vừa mới vắt xong đấy, phải bóp. Không bóp là quá trình vận chuyển là nó nổ. Đúng, Trình dán là một cái tem to thế này, trong đó là có cả công dụng, cách dùng của mật ong. Thì quý bác anh chị mà còn chưa biết sử dụng ấy thì có thể là đọc về cái công dụng và cách dùng của nó các bác nhé. Con rất mong là các ông các bà sẽ nhận được sản phẩm mật ong của con để con có kinh phí đổ xăng đi học và có tiền ăn sáng ạ.